Hello, Phương VLV xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay buổi chiều, hiện tại bây giờ là 4 giờ 15, hôm nay là mùa đông nhưng mà trời khá đẹp. Thì không biết là năm nay mùa đông như thế nào mà đầu mùa thì lạnh sớm và có tuyết, nhưng mà hiện tại bây giờ là trời lại quá đẹp. Hiện tại bây giờ là 4 giờ 15 mà nhiệt độ hiện là 57 độ S, có nghĩa là khoảng 14 độ C. Thì hiện tại nhiệt mùa đông mà nhiệt độ thì là quá thần tiên. Hôm nay có anh bạn anh rủ mình ra ngoài để giật tennis. Thì môn tennis là cái môn mà thể thao mà mình thích từ hồi xưa tới bây giờ, cho nên là bây giờ hãy có cơ hội ra ngoài được là mình cứ ra. Mùa đông ở đây á, mình không có thể đánh ở bên ngoài được thì mình phải vô sân bên trong. Thì mấy bữa trước á, thì trời hơi lạnh cho nên là mình đánh ở bên trong, nhưng mà hôm nay là trời quá đẹp mình lại ra ngoài đánh tiếp. Thì đánh ở bên ngoài này, ở Mỹ này thì cái sân tennis ở bên ngoài rất là nhiều chỗ có, và thấy chỗ nào trống là mình đánh được. Đó là thể thao mà miễn phí sân thì mình có cơ hội là mình cứ chơi. Và cái sân tennis này á, tại một cái công viên này cũng ở gần nhà mình, cách nhà cỡ khoảng chừng 7 phút lái xe đó. Thì ở phía trước mình là cái công viên á, thì có anh bạn này anh cũng rất là ghiền đánh. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình ra đây mình đánh chỉ được 1 tiếng đồng hồ thôi, tại vì lúc này là mùa đông cho nên là nhiệt độ nó sẽ là từ 5 giờ 15 là mặt trời nó sẽ lặn đó, cho nên là chơi cũng không có được lâu. Mình tranh thủ mình chạy ra cho nhanh. Thì tại chỗ cái sân này á là có được hai sân basketball, rồi hai sân pickleball và một sân tennis. Thì ở Mỹ này á, bây giờ á, cái pickleball hiện tại bây giờ là rất nhiều người chơi. Một cạnh nữa. Ở đây cái chỗ công viên này là sân rất là mới, bạn nhìn thấy không? Sân này mới chỉ khoảng 2 năm nay thôi, sân còn rất là tốt. Đẹp nên là ra ngoài chơi cho nó khỏe. Thì ở Mỹ này mà không có vận động, không thể thao thì rất là dễ bị stroke, gọi là bị cái bằng stroke là tai biến mạch máu não, rồi bị heart attack, có nghĩa là nhồi máu cơ tim. Nên là hãy tranh thủ mình chơi được, ở bên ngoài là mình cứ chơi. Đó, và anh cũng tới, anh này anh 67 tuổi rồi, anh cũng chạy dữ lắm. Vì như mình với anh hai người là quá gần luôn. Thì ở đây nó có hai sân pickleball nè. Pickleball thì cái loại hình này mình thấy mới, nhưng mà bây giờ nó rất là thịnh hành ở Mỹ này. Thì cái sân nó nhỏ hơn cái sân tennis, nó nhỏ cỡ bằng cái sân trong của tennis thôi, nhưng mà giờ người ta chơi đó rất nhiều. Ok, bây giờ thôi, anh đã tới rồi,
mình vô mình chơi nhé, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video nói về cuộc sống của mình hiện tại ở Mỹ như thế nào. Chào các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.